Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2021 nha anh em. Tôi có giao lưu một số cây mai vàng nha, mai này là toàn bộ mai giáo lá gan nha anh em. Anh em ưng ý cái nào alo Tùng, số điện thoại Tùng để phần tiêu đề nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em bè cùng xem nha anh em. Mai này là đế whip không anh em ơi. Ủa đấy khủng bố rồi ba nha, tay cành có nha. Rồi, mình không mất thời gian của anh em, mình tiến hành vô phôi số 1. Đây, phôi số 1 nha anh em. Cây trực quân tử nha. Chiều cao 76. Cái này nó có, nó ôm mẹ rất hay nha anh em. Cây tử nó ôm rất hay nha. Này bonsai để bàn nha anh em. Quanh nó 15 ly. Đo tổng cái bộ đế nơm cho anh em tham khảo nha. 39. Mã số 1 giao lưu với anh em là giá 450.000. Mặt đế nơm cho anh em tham khảo nha. Mặt đế nơm ở đây là 17 nha. Đừng cánh đầu nó 24. Này vô chậu 3 tấc anh em ơi. Thì quá quét 450.000. Mã số 1. Số 2. Chiều cao 55. Cái hoành nó thì nhỏ nha anh em. Cái đường kính bầu cái bộ đế nuôi đế không nha anh em. 9 tấc rưỡi. Đường kính bầu nó 22. Bộ đế hết nói bộ đế lên anh em ơi. 350.000 mã số 2. Cây gió cây lắm nha anh em. Tại vô chậu bonsai để bàn là ok anh em ơi. Số 3. Chiều cao 66. Hoành nó 11. Đó. Mặt đế nơm 16. Cái này nuôi bộ đế không anh em ơi. Đường kính bầu 22. Rất đẹp nha. Mã số 3 Zalo 400.000 anh em ơi. 400.000 mã số 3. Số 4. Chiều cao 70. Hoành 15 ly. Đường kính bầu 23. 250.000 mã số 4 anh em ơi. Cái bonsai lùng được bộ đấy khủng bố luôn. Chiều cao 27. Quanh 11. Đo cái nồi đế đặt cho anh em tham khảo nha. Này nuôi đế không à. 38. Quá trời bộ đế. 350.000 mã số 5 anh em ơi. Hàng này cho anh em đáng sưu tầm nha. Mini bonsai để bàn nha anh em. Mã số 6. Chiều cao 59. Hoa neo 11 ngay kim. Nguyên bộ đế đặt luôn. Một thân một cốt giót ngọn luôn. Mã số 6 vô lô 300.000 anh em ơi. Đây. Cái này có quái nha. Cái này là cho anh em nắng sưu tầm nha anh em. 74. Chiều cao quanh neo 11. Mặt đế nơm 17. Cái này quấy cục thừa nữ đi luôn. Đường kính bầu ngang 22. Quá đẹp cái này anh em ơi. Mã số 7 Zalo 600.000. Mã số 8. Cây này gióc cây 63. Chiều cao 11. Hoành neo. Để nôm đặt luôn nha anh em. Mã số 8 7. Mã số 8 350.000 anh em ơi. 350.000 mã số 8.
quá lực. Chiều cao 57. Quanh eo 12 5 ly. Mặt đế nơm 16. 38 nồi đế. Đường kính bầu 25. Quá trời nồi đế đặt luôn anh em ơi. Mã số 9 Zalo 700.000 anh em ơi. Một thân một cốt gióp ngọn, cây này quá whip. Đây, mã số 10. Chiều cao 61. Quanh neo 11 đúng. Nguyên nồi để đặt luôn nha anh em. Mã số 10 Zalo 400.000 anh em ơi. Đây, mã 11, cây này nhỉnh lực cây nha. Chiều cao 42. Hoành nó ngay vị trí này nó 12 ngay nó đúng nha anh em. Bộ đế nôm. Quá trời bộ đế luôn. Đây bao nhiêu cái đế nó nhiêu nha nè. 25. Cây nãy giót cây đụng lực. Mã số 11 Zalo 550.000 anh em ơi. Mã 12. Chiều cao 56. Phanh nó 11. Bộ đế khủng bố luôn. Này coi có hai dáng thế chơi, anh em muốn thích chơi nào dáng nào chơi nha anh em. Cây đổ cũng được đó nha. Cây đổ cắt cái đầu bỏ. 350.000 mã 12 anh em ơi. Mã 13. Chiều cao 66. 11 15 ly. Để nôm kín cái bầu luôn. Mã 13 Zalo 400.000 anh em ơi. Mã 14. Dán cực đàn thông nha anh em. Chiều cao 70. Bộ đấy hết ngó bộ đấy luôn. 12 hoành. Để vít. Đường kính bầu 24. Đều ráo nha anh em, không có trống mặt nào ráo. Mã 14 Zalo 500.000 anh em ơi. Mấy cái này nuôi tương lai nha anh em. 500.000 mã 14. Mã 15. 76 chiều cao. Quanh neo nó 13. Ủa để nồi luôn. Mã 15 Zalo 400.000 anh em ơi. Để lực. Tay cầm đều. 400.000 à. Bao ship cho nên toàn quốc luôn. Chiều cao 53. Mã 16. Và neo 10 đúng. Mặt đế nôm 12. Để nôm kính cái bầu luôn. Mã 16 Zalo 400.000 anh em ơi. Cây giót cây nha. Mã 17 giữ lực cây giót ngọn. Chiều cao 62. Hoành nó 13 yếu xíu à. Cái đường kính bầu 24. Rồi để đặt luôn anh em. Không trống mặt nào nha. Mã 17 Zalo 550.000. Cây nãy giót cây nâng cây nha. Mã 18. Chiều cao 74. Quanh neo nó ngay trí này nó 13. Mặt đế nôm 17. Quá trời bộ đấy. Hết hồn. Mã 18 Zalo 600.000 anh em ơi. Cây này nuôi đế nha anh em. Giờ anh em thích chơi cắt bonsai ok nha. Đây, mã 19. Chỉ cần điều tứ diện luôn. Chiều cao 81. Mà neo 13 yếu một xíu. Hay kim mà yếu xíu nha anh em.
Mã 19 giao lưu 400 ngàn anh em ơi. Một thân một cốt dốc ngọn nha. Mặt trận đồ đấy. Chiều cao 66. Quanh eo 12. Ngày 9 này nha anh em, 12 nha. Đồ đấy đặt luôn á. Đồ tổng đồ đấy đặt cho anh em tham khảo nha. 36. Mã 20 vô lô 450 ngàn anh em ơi. Cao 83. 12 hoành ngay trí này nha anh em. Ngồi đế luôn. Đế lực luôn nha anh em. 450 ngàn mã 21 nha anh em. Mã 21. Đây, mã 22. Chiều cao 56. Quanh ở ngày trí này 11. Để nôm quấy. 12 mặt để nôm. Chị nữ chân dài nha anh em. Mã 22 giao lưu 350 ngàn em ơi. Mã 23 để nồi luôn. Chiều cao 62. Cái nồi đế chặt sạch luôn. Quanh nó ngay trí này nó 11. Mã 23 vô lô 400 ngàn anh em ơi. Cái này đế lực nha. Bộ đấy hết hồn đấy. 400 ngàn mã 23. Đây mã 24. Chiều cao 59. Hoành ở ngay trí này nó 12 ngay kim. Đó cái nồi đế cho anh em tham khảo nha. Nồi đế nó 41. Qua cả cái nồi. Cũng nở luôn. Mã 24 vô luôn 500 ngàn. Chiều cao 59. Hoành ở ngay trí này nó 11 ngay kim nha anh em. 15 mặt đế nôm. Để đặt cái nồi luôn. Mã 25 vô lô 400 ngàn luôn anh em ơi. Mã 26. Cây này lật cây nha. Giót cây nữa. Chiều cao 44. Hoành nó ngay trí này nó 13. Nồi đế đặt của nó 38. Cây này nó lực cây, giót cây nữa. Mã 26 vô lưu 550 anh em ơi. 550 ngàn. Mã 27, quá trời nồi đế. Chiều cao 56. Quần eo ngày trí này nó 13. Nguyên cái nồi đế đặt nó là 42 nha. Quá trời cái nồi đế. Mã 27 cuối clip này giao lưu là 700 ngàn anh em ơi. Rồi, cuối clip rất mong cô chú bác ủng hộ mình á. Để có một lượt săn như cái máy đẹp giao lưu đến quý vị. Chào hẹn lại quý vị và các bạn.